Những tình bạn dài hơn thập kỷ của Sao Việt, Huỳnh Lập, Hồng Tú thân thiết hơn 12 năm. Trong chốn showbiz nhiều thị phi, vẫn tồn tại những tình bạn đẹp kéo dài hàng thập kỷ. Cùng xem lại mối quan hệ của những cặp sao dưới đây, thay cho lời định kiến showbiz không có tình bạn nhé. Huỳnh Lập, Hồng Tú. Huỳnh Lập và Hồng Tú được biết đến đã kề vai sát cánh cùng nhau từ những năm còn là học sinh cấp 3. Vào đại học rồi chập chững dìu dắt nhau bước chân vào làng giải trí. Tính đến nay đã hơn 12 năm, nam diễn viên ai chết giơ tay đã từng khẳng định rằng nếu không có Hồng Tú thì sẽ không có Huỳnh Lập. Không những là tri kỷ, họ còn là bạn đồng hành trên con đường làm nghệ thuật. Một chặng đường thành công của cả hai luôn có dấu chân của đối phương. Trước những đồn đoán của người hâm mộ về mối quan hệ khăng khít trên cả tình bạn, Huỳnh Lập và Hồng Tú đều khẳng định rằng từ lâu tình cảm mà họ dành cho nhau đã trở nên đặc biệt và khó có thể đặt tên. Đàm Vĩnh Hưng, Vũ Hà. Trong giới giải trí, mối quan hệ của Đàm Vĩnh Hưng và Vũ Hà được cho là thân thiết từ thuở mới vào nghề. Cho tới nay, dù đã trải qua hơn 25 năm, tình bạn của họ vẫn bền chặt trong chốn showbiz được cho là vô cùng thị phi. Chắc có lẽ vì cùng đã bên nhau trải qua những ngày tháng khó khăn nên họ vẫn gắn bó với nhau đến hiện tại. Đến nay, khi cả hai đã có được trong tay tài sản, danh tiếng và chỗ đứng nhất định trong showbiz, họ vẫn đồng hành và gắn bó với nhau, mặc cho trải qua bao nhiêu thăng trầm trên con đường nghệ thuật mà họ đã đi qua. Giọng ca Xin Lỗi Tình Yêu chia sẻ, nếu mối quan hệ giữa anh và Dương Triệu Vũ là tri kỷ, thì với Vũ Hà, anh xem đó còn hơn là tri kỷ. Ưng Hoàng Phúc, Phạm Quỳnh Anh. Gặp nhau lần đầu tiên vào năm 2001, khi anh và nữ ca sĩ Bụi Bay Vào Mắt cùng làm việc dưới sự quản lý của ông bầu Quang Huy. Người ta vẫn hay nói rằng Ưng Hoàng Phúc chính là chàng trai năm 17 tuổi của Phạm Quỳnh Anh. Họ đã cùng nhau làm việc, hỗ trợ lẫn nhau và duy trì tình bạn đẹp ấy đến tận bây giờ. Ở thời điểm hiện tại, dù mỗi người đều chọn cho mình một lối đi riêng, giọng ca người ta nói vẫn thấu hiểu, quan tâm và ủng hộ cô bạn như cách mà anh vẫn đồng hành cùng cô gái ấy năm nào. Hà Anh Tuấn, Thanh Hằng. Giữa Hà Anh Tuấn và Thanh Hằng có một mối quan hệ thân thiết như tri kỷ. Gắn bó với nhau đã hơn 10 năm, cả hai có những hành động khiến người hâm mộ đẩy thuyền và cho rằng họ có mối quan hệ trên mức tình bạn. Tuy nhiên, chân dài 1m12 từng chia sẻ, cô xin giữ lại tình bạn này với Hà Anh Tuấn vì họ chỉ có thể dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất khi ở trong mối quan hệ bạn bè. Trước đó, cô trở thành cô gái của Hà Anh Tuấn trong MV Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em. Cô tiết lộ rằng có hai người khiến cô phá lệ đóng MV ca nhạc, trong đó có Hà Anh Tuấn. Mỹ Tâm, Hiền Thục. Hiền Thục và Mỹ Tâm học chung lớp tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng những năm 2000. Có lẽ vì gắn bó với nhau ở khoảng thời gian đẹp nhất đời người, lại cùng nhau lập nghiệp từ thời Chân Ướt Chân Ráo, mà giữa họ có một tình bạn tuy không phô trương, ít người biết đến nhưng lại quý giá và bền chặt. Họ từng có chung một bản hit Tóc Nâu Môi Trầm do nhạc sĩ Quốc Bảo sáng tác. Tuy Hiền Thục là người hát trước, sau đó tác giả đồng ý cho Mỹ Tâm hát lại. Ca khúc này lại nổi đình nổi đám và trở thành thương hiệu của cô gái họa mi tóc nâu. Tuy nhiên, họ chưa bao giờ tính toán so đo thiện hơn mà vẫn luôn khẳng định rằng đây là một kỷ niệm vui và đáng nhớ. Tăng Thanh Hà, Thần Thúy Hà. Có lẽ vì cùng tên Hà, cùng sinh ra và lớn lên tại Tiền Giang, cùng lên Sài Gòn lập nghiệp và bén duyên với nghề diễn đã đủ cho thấy mối duyên của cô Trúc và nữ diễn viên Mộng Phù Hoa. Mặc dù cách biệt lên tới 8 tuổi, nhưng giữa họ tồn tại một tình bạn khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ vì sự gắn bó, keo sơn, tuy không thường xuyên chia sẻ, phô trương. Ngàn vàng dễ kiếm, tri kỷ khó tìm. Có thể thấy giữa chốn showbiz được cho là nhiều thị phi, vẫn không quá khó để chúng ta tìm thấy được những tình bạn đẹp, những cặp đôi tri kỷ cùng nhau trải qua những thăng trầm trong cuộc sống để giữ gìn mối quan hệ bền chặt gắn bó ở hiện tại. Bạn nghĩ sao về những tình bạn tuyệt vời này? Hãy cùng chia sẻ ý kiến này nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!